Tôi ở Việt Nam năm 1954 khi ông Ngô Đình Diệm được bổ nhiệm làm Thủ tướng. Và trước khi đến dự lễ, Đại sứ Mỹ Donald Heath bảo tôi đi hỏi thăm một người Việt Nam mà tôi quen về ông Diệm. Tôi hỏi và thấy rằng ông được nhiều người biết đến. Người nào tôi gặp cũng nói rằng ông là một người rất ngay thẳng, cương quyết. Và phần đông nghĩ rằng ông có lẽ là người có tiếng tăm nhất trong những người quốc gia còn sống sót lại trong nước. Và được đa số dân chúng Nam Việt Nam có cảm tình nhiều hơn so với Hồ Chí Minh. And was much more favorably known than Ho Chi Minh was by most of the people in South Vietnam. As a part of the Geneva Agreement, một phần trong thỏa ước Geneva năm 1954 là Việt Nam được chia ra hai phần dọc theo vĩ tuyến 17. Pháp sẽ rút đi và lực lượng Việt Minh kéo về Bắc để lại miền Nam tiến triển theo quy chế dân chủ. Trong một thời gian nhất định, dân chúng được phép chọn một trong hai phần đất nước để sinh sống. Hơn 1 triệu người ồ ạt chạy vào miền Nam dân chủ, phần lớn không phải tất cả là Thiên Chúa giáo. Một số nhiều bỏ chạy để tránh khỏi chế độ hạ khắc của Hồ Chí Minh. Ông Stephen Morris tàn bạo là yếu tố căn bản cho sự thành công của Cộng sản tại Việt Nam. Trở lại năm 1945, những cảnh mà chúng ta thấy trong chương trình PBS không hề nói đến sự thể Cộng sản thi hành chiến dịch sát hại tập thể tất cả các lãnh tụ quốc gia không cộng sản, ngay cả đến những người Marxist theo Trotsky bất đồng ý kiến với chúng. Trong một thời gian từ 6 tháng đến 1 năm, người ta tin rằng chừng 10.000 người đã bị ám sát. Tôi nghĩ rằng những ai quan tâm đến nhân quyền nên coi việc này là một thống kê rất có ý nghĩa. Would consider that a very significant statistical fact. Not only chương trình này cũng không đề cập đến những vụ tàn sát năm 1945-1946, những vụ tàn sát ám sát những người quốc gia không cộng sản Hòa Hảo và Cao Đài. Đây là một yếu tố rất quan trọng cho sự củng cố địa vị của Cộng sản để cho thống trị phong trào quốc gia. Lẽ tất nhiên Hòa Hảo và Cao Đài là những người Việt Nam quốc gia không cộng sản. Một lần nữa, Hồ Chí Minh không thể chấp nhận một người nào không lệ thuộc vào ông ta và tổ chức của ông ta. Vì thế, những vụ ám sát lại diễn ra trên một mức độ rộng rãi. Thứ ba, một trường hợp lịch sử rất quan trọng là trường hợp những người Thiên Chúa giáo tại Bắc Việt Nam. Hầu hết mọi người biết rằng những người Thiên Chúa giáo tại miền Bắc chiếm đa số trong những người di cư từ Bắc vào Nam năm 1954 sau thỏa ước Geneva. Nhưng nhiều người không hiểu tại sao những người Thiên Chúa giáo lại bỏ đi như vậy. Không có một học thuyết nào dạy cho họ rằng phải sợ cộng sản. Cũng không phải rằng như chương trình PBS đã ngụ ý, vì đa số họ đã hợp tác với Pháp, dù một số có hợp tác thật. Và cũng không phải rằng như chương trình PBS đã ngụ ý một cách mù mờ, vì những người Thiên Chúa giáo đã bị CIA tuyên truyền xúi dục phải sợ cộng sản, trong khi thực sự họ không cần phải sợ. Không phải thế, nhưng là vì có một kinh nghiệm rất thực tế mà họ đã trải qua, nó khiến cho họ phải chạy. Và việc ấy đã xảy ra năm 1950, khi Cộng sản do Hồ Chí Minh lãnh đạo đã vô cớ tấn công họ, mặc dù những người Thiên Chúa giáo Bắc Việt đã chiến đấu chống Pháp bên cạnh Cộng sản, nhưng không lệ thuộc vào họ. In alliance with, but independently of the Communists.
Chương trình PBS khiến người xem có cảm tưởng rằng ông Diệm cầm quyền không chính thức vì đã không tổ chức bầu cử như đã quy định trong thỏa ước Geneva 54. Vì không có cuộc bầu cử và hầu như gần bị tiêu diệt thì cảnh sát của Diệm và Nhu, nhóm lãnh đạo Cộng sản và đồng bọn tại miền Nam quyết định trở lại chiến tranh. Tiến sĩ Bruce Lowe, một học giả về thổ ước Geneva, chỉ trích nặng nề lời giải thích này. Mỗi câu chuyện huyền thoại cần có một người anh hùng. Và trong chương trình PBS, người anh hùng ấy rõ ràng là Hồ Chí Minh, nhưng ông ta cần được thêu dệt để trở thành một anh hùng. Mỗi chuyện huyền thoại cần có một kẻ tiểu nhân. Trong chương trình PBS, tất nhiên kẻ tiểu nhân là Nam Việt Nam và Hoa Kỳ. Thế thì muốn làm cho Hồ Chí Minh thành người anh hùng, cần phải tạo cho ông ta thành người cầm quyền chính thống của tất cả Việt Nam. Và họ làm như vậy bằng cách bóp méo cái gọi là bầu cử, đáng lẽ phải tổ chức năm 1956 theo thỏa ước Geneva. Trong 11 trường hợp, chương trình PBS đã nói cho khán giả biết rằng Hoa Kỳ và Nam Việt Nam đã không giữ lời hứa tổ chức bầu cử như đáng lẽ phải làm theo thỏa ước Geneva. Cuộc bầu cử này là điểm duy nhất được bàn đến nhiều hơn cả trong chương trình PBS. Họ làm như thế vì một lý do chính. Họ muốn chính thức hóa hoặc ít nhất hợp lý hóa cuộc xâm lăng của Hồ Chí Minh vào Nam Việt Nam. Nếu Nam Việt Nam không phải là một quốc gia vì không có bầu cử, và nếu Hồ Chí Minh chỉ chiếm lại quốc gia của ông ta, như thế thì Hồ Chí Minh trở thành người anh hùng chính cống. Không có hứa hẹn bầu cử tại Geneva. Điều mà chương trình PBS bỏ qua là lời tuyên bố rõ ràng của Đại sứ Mỹ tại cuộc hòa đàm Geneva với tư cách quan sát viên Walter Smith rằng Hoa Kỳ không bị ràng buộc bởi thỏa ước Geneva, rằng cuộc bầu cử như đã nói trong khoản 7 của bản tuyên ngôn tối hậu, Hoa Kỳ phản đối bầu cử trừ khi được Liên Hợp Quốc kiểm soát để bảo đảm bầu cử tự do. Chương trình PBS không đả động gì đến lời của Walter Smith về bầu cử. Và chương trình PBS cũng không nói đến rằng ngày 21 tháng 7 năm 1954, Tổng thống Eisenhower trong cuộc họp báo đã nói rõ rằng Hoa Kỳ không tham dự vào và không bị ràng buộc bởi những quyết định của Hội đàm Geneva. Như thế, điều mà chương trình PBS đã làm là dùng bầu cử để biện minh sự can thiệp của Hồ Chí Minh vào Nam Việt Nam. Như tiến sĩ Lobes đã chỉ rõ, đường lối câu chuyện của loạt PBS cần tỏ ra rằng mặt trận giải phóng là một phong trào dân chúng nổi lên từ những người dân thường, thù hận con người và chính sách của ông Diệm. Cuộc điều tra của Douglas Pike trong những tài liệu công cộng của mặt trận giải phóng đã phơi bày ra những nguồn gốc mưu mô từ trước. Mặt trận giải phóng miền Nam không phải là một liên minh của những lực lượng chính trị miền Nam chống ông Diệm. Nó là con bài Hà Nội tạo nên với mục đích thống nhất Bắc và Nam Việt Nam dưới lá cờ của chúng. Sự thành lập Mặt trận Giải phóng Việt Nam năm 1960 không có liên quan gì đến cuộc hòa đàm. Nó hoàn toàn tùy thuộc vào quan điểm chiến lược của Hà Nội. Chủ nghĩa căn bản của Hà Nội bây giờ và về sau này là chiến thuật đấu tranh. Có hai hình thức đấu tranh. Một là đấu tranh chính trị, nhưng không phải là chính trị theo như chúng ta nghĩ, mà là tình trạng nhập nhằng giữa chiến tranh và chính trị, có thể gọi là chiến trị bằng súng. Hai là đấu tranh bằng võ khí, nó là chiến tranh của du kích hoặc một đôi khi của lực lượng chính quy, và nó gồm cả các hoạt động khác như là ám sát và bắt cóc. Những hình thức thường không hề có trong những lực lượng quân sự. That are not normally associated with organized military forces. Năm 1959 là chuyển sang đấu tranh bằng võ khí, mà dụng cụ là mặt trận giải phóng hay là Việt Cộng, tất cả cái đó là lịch sử căn bản. Lịch sử căn bản lúc bấy giờ, mặc dù Hà Nội phủ nhận, nhưng sử gia Hà Nội ngày nay lại khoe khoang về lối áp dụng chiến lược này. Historians now boast of the entire implementation of the strategy.